Anh bận thì thôi, bận là cái gì, chả thích nghe nhạc đâu. Đó, có nhạc đây hoài mà. Chị sinh viên, chào Cẩm Dung, hello bạn yêu Ngân Trần, chào Manolia Trần. Hello các chị đẹp, cảm ơn Cẩm Dung nhiều. Cảm ơn Trân Bảo, rồi các chị chấm chấm chia sẻ. Chào chị Duyên Phạm, các chị chia sẻ giúp cho em ạ. Cảm ơn Cẩm Dung, chào Nguyễn Lan. Các chị bấm chia sẻ like dùm em à. Chào Khanh Mai, chào chị Trang Ly. Chốt đi. Đồng hồ đẹp quá, sao có bé không? Chốt đi. Đây hả chị? Dạ có. Em có, cái này em lấy dùm mấy chị thôi, chứ em không có bán à. Đồng hồ này em lấy dùm mấy chị, em không có bán đồng hồ. Nguyễn Thị Thanh Minh, mấy chị đang mặc eo bao nhiêu? Eo nhỏ xíu à, eo có 66 à. Hello Nga Phạm, chào chị Hạnh Nguyễn Bình Dương, chào chị Lê Phương à, cảm ơn Nga Phạm. Sao kêu Nguyễn Thành nó đóng cửa rồi? Không, bữa nay nó mở lại nè. À, vậy hả? Về đó nó cũng có dồi ăn giống như chó hả? Ồ, dồi ăn quen. Dồi là thua. Chào thua. Có món dê nướng, à, dồi nướng. Dê tá chăn thôi. Có ăn dê tá chăn nữa. Ồ, tái rồi, không chơi luôn. Không nào không chín là không chơi. Người ta luộc hấp chín xong rồi người ta gọi là ấy chan chứ không phải là đúng sống mà rồi đó, kỹ vậy đó là thường dễ bệnh. Ừ. Vậy là luộc trước rồi phải không? Người ta hấp chín rồi. Hấp rồi phải không? Người ta xách ra người ta gọi là tái chan. À, vậy được. Rồi chào các chị. Chào chị Trần Kim Phương. Chào chị Cúc Nguyên, chào chị Quỳnh Khánh Trinh. Cảm ơn chị Tết Mùa Xuân ạ. À. Các chị chia sẻ giúp em ạ. À. Các chị bấm nút chia sẻ giùm em. Chào Mai Hương. Chào chị Hồng Yến Trương, chào các chị. Không biết nữa tiếng Nhật. Chào Nga Lam. Dạ không, mẫu này có một màu trắng thôi chị ạ. Mẫu này chỉ có màu trắng thôi, không có màu đen. À, giá là 250.000 á chị. Em mua là 250.000 á. Cái này em mua đeo thôi. Chị nào lấy thì em đặt giùm thôi chứ em không có bán nha.
đồng hồ thì em không có bán. Em bán cũng được nhưng mà em không có bán. Em vẫn lấy giá 250.000 cho các chị bằng giá em lấy cho chị Bích chụp hình. Em nhận được hàng rồi, chị đẹp lắm ạ. Dạ cảm ơn chị Cúc Nguyên nha. Hello Vân Trần, chào em Minh Hiếu VMT. Minh Hiếu ơi, có bạn của Minh Hiếu ở đây nè. Chào chị Nguyễn Hòa, cảm ơn chị. Rồi các anh chị bấm nút chia sẻ giùm em. Chào chị Thi Bích Chi Huỳnh ạ. Trời ơi, bà đẻ nhưng mà cũng không coi. Bà đẻ nhưng tối nào cũng coi hết á. Con lớn rồi mà. Ừ. Chào Châu Vàng, cảm ơn Châu Vàng nha. Lại càng nói càng sai. Hân ơi, lấy cái Hân. Hân. Mấy cái cục đồ ở trong chỗ đó lấy tới cho mẹ. Dây đá. Dây đá nha, không phải dây da. Dây đá. Kim Dung Vũ ơi, dây đá không phải dây da đâu. Này dây đá mà. Cảm ơn Quỳnh Cun. Ồ, Quỳnh Cun ở đây fan cứng luôn. Chào Nguyễn Thị Lam. Chị Lê Phương lấy cái đồng hồ giống em hả? Cho em xem mặt nó xíu. Đây cái mặt này em. Cái mặt này nó vặn xoay được nè. Nó vặn xoay chỉnh giờ được nè. Đó. Đó, cái mặt như vậy nè. Đẹp lắm. Ở ngoài dễ thương lắm. Em mới vừa cắt dây xong tối qua. Mới vừa cắt dây xong. Mua xong rồi mặc, mua rồi đeo. Em thích đeo đồng hồ. Chị Lê Phương lấy cái đồng hồ đúng không chị? Hello Phương Thị Thị Dung. Cảm ơn chị Hạnh Trần ạ. Má, cái này bị sao vậy? Rồi xong. Đứa nào hất ra, đứa nào lấy ra nữa. Con thích con này con lấy ra thôi. Bữa hôm thì con thỏ con làm chứ. Hello. Không. Chào chị An Nhiên, chào chị Ngọc Diễm. Đồng hồ là ai đặt mới lấy. Đồng hồ 250.000 hả chị Nguyễn Thị Cẩm Hà? Dạ ok chị. Không có một cái, có một màu trắng thôi. Cái mẫu này có một màu trắng. Cái gì vậy? Sao hôm nay 700 người coi dữ vậy? Cảm ơn ngoại chưa? Cảm ơn ngoại chưa? Cảm ơn ngoại chưa? Sao ghê vậy? Có bị gì không trời? Có bị ai hát làm gì không mà sao 700? Tôi có bị bóc phốt gì vụ gì không? Chào chị Thương Lưu. Chào em Nguyễn Thị Lam. Chào chị Phạm Anh. Còn nha Cẩm Tứ Vinh ơi. Ôi Cẩm Tứ Vinh lâu ngày quá em. Nếu mà áp chị mặc eo có 66 à, sợ em không vừa. Eo 66 nha, đầm đang mặc eo 66. Giá sale là 150.000 ạ. Đông hơn mọi hôm ạ. Giá 250.000 chị Ngọc Diễm. Chào Thúy Hằng. Mọi người thích đó. Dạ, chị Nguyễn Hòa bán cho chị tối rồi. Ok, chị Phạm Anh rồi, em lên đồ nha. Em lên đồ nha mấy chị. Tâm thủ lên nè. Mấy chị đông đông rồi bấm chia sẻ like giúp em nha. Chấm chấm tương tác rồi bấm chia sẻ like giùm em. Chào chị Hiền Thanh Tân. Chào chị Xuân Thủy. Chào các chị. Không biết tối nay có kiểu nào. Dạ đồng hồ à, đồng hồ này em lấy về em mang thôi. Chị nào thích đó thì em lấy giùm thôi. Đó bữa hổm em đeo đồng hồ rồi mấy chị đặt xong, bây giờ em vẫn còn 5-6 cái mấy chị cứ lấy. Vô đặt xong rồi mấy chị không lấy. Vô đặt đến 30 mấy cái luôn, cuối cùng nhắn tin chốt mấy chị im ru không chịu lên lấy.
bằng em nên chị lấy đồ mặc miễn phí. Có đâu, chào cảm ơn anh Đào Nguyên. Nó kỹ lắm, làm chị mặc còn sao? Dạ không nha, còn size S thôi, chị Hồ Thanh Thủy nha. Có size S à? Nhìn chị như tiểu thư. Cảm ơn Bí Huỳnh, chào Bí Huỳnh, chào chị Trang Phạm, chào chị Trần Kim Phương. Đặt một cái đồng hồ. Dạ ok chị, em chụp màn hình lại rồi. Em để một cái đồng hồ cho chị nha. Rồi các chị ơi, bấm chia sẻ like giúp em với nha. Bấm chia sẻ like, em lên đồ đẹp giá rẻ cho các chị luôn. Nói chung càng đông chị mua thì em sẽ giảm càng nhiều. Cô dễ thương quá. Cái này có cột với dây nơ nha mấy chị nha. Đó, tầm nha. Rồi mẫu này em lên sale giá. Bây giờ đông người thì các chị chốt nhanh thì em sẽ để giá là 140.000 đồng công sở. Cái này eo 76 nha. Eo 76 đồng công sở 140.000, quá đẹp luôn đó chị. Trời ơi, đẹp lắm. Cái tay của đó là tay von nha, 140.000. Rồi cái mẫu này chị nào lấy thì chốt giùm em mã số. Chốt giùm em mã số 12 nha. Chốt mã 12 giùm em, eo 76 ạ. Chốt mã 12 giá 140.000 nha. Tùy mẫu nha chị Anh Hoa nha. Chào em Hoa Cẩm Chướng. Chào Hà An nha. Lấy một đồng hồ giống vậy luôn hả? Kim Dung Vũ, ok Kim Dung Vũ nè. Kim Dung Vũ với lại chị Lê Phương ha. Các chị đặt hàng nhớ lấy giùm em nha các chị. Đồng hồ có mẫu dây trắng thôi. Size S eo 66 nha. Hồ Tinh Thi ơi, eo 66 68. Mã 12 cho chị Trang Ly nè. Ok chị Trang Ly nè. 140 cho chị Trang Ly, mã 12 nè. 12 cho chị Trang Ly. Rồi cái này là cái đầm ren này đẹp nè. Cái này đầm ren form dài nha mấy chị ơi, đầm ren form dài màu xanh quá đẹp luôn. Cái này em sale rẻ cho các chị luôn nè. Đó. Em thấy là size S nhưng mà để em đo eo đã nha. Cái này eo 68 ạ. Eo 68 12 em hết cho mấy chị nha. Sau này lượt xem nhiều. Sau em cũng các bạn theo dõi mà mỗi lần bị ao ra tìm không thấy chị. Ủa vậy hả? Không thấy thông báo like. Các chị vào bấm bật lại cái nút thông báo nha. À chào Lê Lê. Ủa sao hôm nay lượt coi đông dữ, có bị ai bóc phốt gì không trời? Sao 730 người coi dữ vậy? Ok giống như vậy luôn ha Kim Dung nha. Kim Dung Vũ. Dạ đồng hồ 250.000 nha chị Thắm Nguyễn. Dạ em chào chế Vô Trương. Em cô nói chuyện ngồ ngào ghê nha. Rồi cái này eo 68 cái đằng 140. Eo 68 nha, cái đầm màu xanh rất là đẹp luôn. Em sale giá 130.000 thôi. Do đông lượt coi thì các chị mua nhanh nè, rồi em bán nhanh cho mấy chị. Đầm này form ren dài nha. 130.000 cái đầm siêu phẩm, chị nào lấy chốt mã 25 giùm em nha. Chị nào lấy chốt mã 25 giá 130.000 ạ. Mình đặt đồng hồ không lo. Dạ ok chị, em cảm ơn chị. Hôm trước có mấy chị đặt á nhiều lắm, đồng hồ vàng vàng size bự á, em đăng lên mấy chị đặt nhiều, cuối cùng cái em lấy về giùm đang còn đó. Nhà mấy chị không chịu nên lấy, bữa nào em sale rẻ luôn. Bữa nào em xả lỗ luôn. Chị nào lấy bây giờ, những chị mà lạ lạ đặt lấy không dám lấy giùm luôn. Thì vậy đúng rồi. Chào chị Hòa Đinh. Chào chị Tô Lan ạ. Chào chị Thi Hê Mai. Thị nó bán tới 10 giờ mới nghỉ mà. Rồi một cái đầm đen rất là đẹp ạ. À. Đầm đen có túi luôn nha mấy chị nha. Cái này là công sở, phong công sở rất đẹp. Ở đây mà anh hỏi em thì chỉ còn bà Dung thôi, bà gì đó. Bà gì bạn mà. Cái gì? Cái này eo 76 luôn à, đầm đen eo 76 em sale 130.000 cho mấy chị luôn. Có túi đầm công sở nha, chị nào lấy chốt thì em mã số 10 ạ. À. Xả đồng hồ luôn hả chị? Dạ ok chị. Chào Úc Tiêu. Rồi chốt mã 11 giùm em, cái đó giá 130.000. Chào Lê Nguyễn. Lê Nguyễn mặc được eo 76 nè. Hôm nay lên đầm. Lên đầm, lên đủ thứ nha mấy chị. À cái quần này nè các chị ơi, ở ngoài. Trời ơi em đăng hình mấy chị tưởng không đẹp chứ, nhưng mà thực ra lấy về là đẹp không có tưởng được luôn. Đẹp giả mang luôn nè mấy chị nhìn coi. Đẹp dữ dằn lắm. Cái này mặc váy nha mấy chị nha. Quần này là quần ren mặc váy nha, rất là đẹp. Đây hả? Áo kiểu hả? Trời ơi qua hùng qua áo đẹp quá là đẹp. Đây nè còn nữa nè.
Cái này màu da quần ren đẹp lắm nè mấy chị. Đó, quần em đăng lên nó đẹp lắm. Các chị mang mấy đầm đẹp. Đâu, chỗ nào? Đó, chỗ đó. Này quá đẹp. Cái đó số như vậy? 10 hả? Không, cái này nè, cái này số 10 nè. Hân ơi, Hân, Hân tới khi lấy mấy cái đồng hồ cho má thôi. Mấy cái hộp đồng hồ á, sale rẻ luôn cho mấy chị luôn. 25 đồng hồ. Số 10 này nè. Số 10 màu đen theo 76 nè. Cho chị Nguyễn Hòa. Chị Nguyễn Hòa. Chị My hôm qua có mấy cái đầm suông size to mà màu xanh và màu đen còn không chị? Size to đầm suông hả? À hết rồi Hà An ơi, hết rồi màu xanh màu đen. Em một cái quần ren màu da. Ok hồi hồi biết nè. 130. Ừ, cái đó 130. Cái này 60kg á chị Ngọc Diễm ơi. 60kg nha nè, nó co giãn thoải mái lắm mấy chị nè. Co giãn nè. Em có màu màu da màu đen với lại màu trắng. Màu da màu đen màu trắng, cái này mặc ở trong váy là đúng đẹp luôn mấy chị. Mặc ở trong váy đẹp lắm. Bụng thật to rồi còn bo. Chào chị Nguyễn Huế. Bo cho nó bo lại. Sao vậy Tô Ngọc Trân, em vô bấm lại nha. Em vô bấm theo dõi lại nha. Quần là 85.000 nha chị. Lực xem chóng quá hả? Nhiều lúc nó thay nó bị có một cái gì đó trục trặc nữa. Chào Diệu Hương, Diệu Hương lên thanh cứng rồi kìa. Lấy một cái quần da cho hợp bình riết. Ngày đặt theo dõi với tương tác chia sẻ nhiều là nó sẽ cấp một cái huy hiệu fan cứng, là phải đồng ý xác nhận, nếu không đồng ý là nó mất cái fan cứng đó. Nhưng mà đồng hồ màu đen em không có. Chào Yuki. Đúng rồi chị Hòa, cái đó do hai người thỏa thuận nha. Hai người thỏa thuận nha. Váy chị My không có. Dạ không nha chị Trang Ly, váy em mặc em kiểu có 66-68 à. Đồng hồ em có màu đen. Chào chị Thịnh Nguyễn, chào chị Thu Hồ ạ. Đây nè, mẫu vậy nè. Đây là mấy chị nha, màu vàng nha. Màu vàng lớn nè, đẹp lắm. Cái mẫu này em có đeo rồi, em có một cái. Em đeo đến cả 2 năm trời rồi, nó không có bị bạc đâu. Cho nên khi em đeo các chị đặt mà bây giờ các chị không chịu lấy này, em đâu có bán đồng hồ đâu. Bây giờ cuối cùng nè, vẫn còn luôn. Màu vàng size lớn nha. Cái này em thực sự em lấy dùm cho các chị là 250.000 nè. Mà bây giờ là em phải sale là em bị lỗ nè. Chứ không thôi bây giờ em lỡ em lấy về nè. Bởi vậy chị nào mà đặt đồng hồ chắc chắn thì em mới lấy. Còn em không lấy dùm đồng hồ nữa, em sợ quá rồi. Em không dám lấy dùm nữa. Rồi cái này nha mấy chị nha. Cái này cái này sale lỗ luôn. Em xả lỗ luôn, 220 luôn. 220 chị nào lấy thì chốt cho mã 220 giùm em nè. Em sale cái này 220 luôn nha các chị nha. Xả lỗ cho mấy chị luôn. Nhưng mà cho em lỗ ít chứ em lỗ nhiều là em sạc vốn á mấy chị ơi. Đó. Hình như 85 hay sao á. Trong trang có, hơn vô trang coi đừng mới đăng bao nhiêu. Nó đang có giá. 80 là áo. Quần. Quần lót đây nè, đây là có đăng nè. Quần ren da 85.000. Hello Vera Như Dung, chào chị Liên Nguyễn nè. Ốc kêu chưa cứng luôn hả? Chia sẻ nhiều mới được cứng nha mấy chị. Chia sẻ nhiều mới được cứng. Váy chị mặc còn. Còn nhưng mà em chỉ có 66 nha. Chào chị Hà Lê, chào chị Tân Trân. Nè xù lên kiếm cho Mami cái mẫu đồng hồ này của Mami đeo các. Mấy cái mẫu này em đều có hết á mấy chị. Mấy cái mẫu đồng hồ này em đều có hết. Em sale rẻ cho các chị giá 220 nè. Trời 220 là lỗ lắm luôn. Lấy giùm 250 mà bây giờ phải đành bán 220. Chào chị Phương Tâm Lê Thị nè. Kêu mấy chị là sờ nhiều mới cứng được. Đúng rồi. Của em mua xưa chị đầu tiên là 300. Đúng chính xác luôn á. Mà đẹp lắm. Chào Hoa Hoàng nhé. Đúng rồi, phải rờ động chạm nhiều, tương tác nhiều thì nó mới cứng được. Dễ gì cứng. Đơn giản đâu có cứng được. Mà cứng xong rồi nó rất nhanh mềm, biết đâu chứ. Cứng thì lâu, khó. Mà mềm thì nhanh. Cho nên là phải sờ liên tục. À quên, đụng chạm liên tục. Thịnh Nguyễn hả?
Bữa nay nhìn chị trẻ ra nhiều so với like lúc trước. Nhờ mỹ phẩm đó em ơi, nhờ mỹ phẩm. Hôm trước chị lấy cái nhỏ 230 luôn đó em. Cái nhỏ, cái nhỏ nào á chị ha? Không phải cái nhỏ này đâu, cái nhỏ này á. À váy mình mặc là giá 140.000. Cảm ơn Hà Hoàng nha. Đây, cái này cái nhỏ, đồng hồ nhỏ. Nhưng mà dây này là dây ấy nè mấy chị, bằng đá hết nha. Cái này bằng đá hết nè, cái mặt của nó cũng bằng đá luôn, bằng vàng nha. Đồng hồ nhỏ nhưng mà rất là đẹp, cũng màu vàng luôn ạ, màu vàng nha. Cái này mấy bữa 290 đó mấy chị. Rồi bây giờ cái này em, cái này em xả lỗ cho mấy chị là 250 luôn. 250 luôn nha. 250 chị nào lấy chốt 250 giùm em nha. Đó. Đụng liên tục vẫn mềm hí hí. Em cứng nhắc rồi chứ mềm đâu mà mềm. Chào chị Thí Phan. Xả lỗ cho mấy chị luôn chứ thật sự em lấy giùm mấy chị là đã 290 rồi. Em lấy giùm đã 290 rồi. Đây là do mấy chị đặt á, em mới lấy chứ em đâu có bán đồng hồ đâu. Đẹp lắm nha mấy chị. Rồi có một cái màu bạc luôn nè. Màu trắng nè mấy chị, màu trắng nè. Rất là đẹp. Đó. Cái này cũng là 230. 230 nha. 230 màu trắng, màu bạc. Chào Nguyễn Quý nha. Đồng hồ đang đeo là mấy chị đặt đó là em lấy nha. Chị Trang Lê đặt là em lấy 250 á. Đồng hồ em đang đeo là 250. Đó em có mấy mẫu đó thôi mấy chị ạ. Với lại một cái mẫu nhỏ màu bạc thôi. Ở ngoài đẹp hơn nhiều ạ. Ở ngoài đẹp hơn nhiều. Ở trong like các chị khó thấy, ở ngoài đẹp hơn nhiều. Đó. Chị Thủy Săn váy em đang mặc còn nha. Chào Bích Linh Dương. Chào Thanh Trần. Gì? Hả? Đồng hồ đâu? Ở trong tổ có không? Không. Tụi này có biết cái gì đâu. Bực quá. Trong học tổ á. Rồi mấy chị không lấy đồng hồ em cất vô nha. Không. Rồi em lai đầm tiếp ạ. Em lên đầm tiếp ạ. Rồi một cái này nè, đen phối trắng đầm sơ mi ạ. Đầm sơ mi đen phối trắng nha. Có dây kéo phía sau luôn mấy chị. Có dây kéo phía sau rồi, mẫu này em sale 120 thôi. Em sale 120.000 cho mấy chị luôn nha. 120.000 cho mấy chị nè. Rồi cái này eo 73 đổ lại. Eo 72, 73 thôi nha. Eo 72, 73 váy em mặc đang còn nha. Giá 140, eo 68 ạ. Rồi cái này eo 72, 73 size M nè. Chị nào mặc được size M chốt giùm em mã số 3. Em sale 120.000 ạ. 120.000 mã số 3. Chốt mã 3 giùm em 120.000 nha mấy chị nha. Chốt mã 3. Ủa sao hôm nay tự nhiên lực con nó đông kính hồn vậy trời. Ôi dễ thương chưa. Rồi một cái đầm suông dễ thương quá. Một cái đầm phong suông vải giống như vải đuổi nha mấy chị nha. Vải đuổi đẹp lắm. Đồng hồ 230. Hả? Cái giá của mami đẹp quá. Cái gì đẹp? Hả? Cái nào đẹp? Cái giá của mami đẹp. À cái ghế đẹp lắm mami ơi. Giờ mới thấy. Hả? Dễ sợ chưa? Mami ơi, mami đây. Mami nè. Mami nè. Mami ơi, mami. Bình thường kêu vậy. À dễ hả? Chị lấy màu gì á chị? Dạ đồng hồ đang đeo không có màu đen. Chị Phương lấy màu, lấy cái đồng hồ à, lấy cái đồng hồ 230 màu bạc hay là màu vàng vậy chị? Chị Lê Thị Phương ơi, chị lấy đồng hồ màu bạc hay màu vàng? Cái này á là các chị đừng có nhúng nước thì nó xài rất là bền nha mấy chị nhá. Đồng hồ này người ta gọi là đồng hồ thời trang chứ không phải là nồi đồng cối đá, nó chỉ có 200 mấy thôi. Cho nên các chị xài thì rất là chính xác luôn, mấy năm trời không có phai, không có gì hết. Nhưng mà ví dụ như mình đi đâu mình đeo vô giống như dạng trang sức thôi nha. Giống dạng trang sức là đó là em nói với chị. Chứ còn các chị mặc mà đeo đi bơi rồi đeo đi biển rồi đeo đi tắm rồi này kia thì nó đương nhiên nó sẽ không có độ bền bằng là mình để dành nha. Đó.
con cháu á, con bé cháu á, Lan, con bé cháu á, con vô chào mấy cô đi nè, nhanh lên, thỏ con vô chào mấy cô đi, vô đây chào mấy cô nè, vô đây chào mấy cô ngồi đây, mami cho ngồi ghế đẹp, đi chào mấy cô. Con chào mấy cô. Sao xin... vô lai mặt xấu vậy vậy? Mình xin chào là Trần Ngô Minh Đan. À, mình xin chào là Trần Ngô Minh Đan kìa. Mình xin chào là cô. À, chào các cô. Chào các cô. Các cô mua đồ ủng hộ cho mami con. Các cô mua đồ. Cô mua đồ ủng hộ cho mami của con. Cho mami của con. Cảm ơn các cô. Cảm ơn các cô. Rồi, bye bye các cô đi. Bye bye các cô. Con đi ra nha. Con đi ra nha. Rồi, ra đi. Ra đi. Barbie. Bye bye. Rồi, đi ra. Ủa, bye bye rồi thì đi ra chứ. Con mời giá con đi. Con dạng mới. Con thích game mới hả? Xíu nữa cho ngồi, bây giờ mami like cái này nha. Ôi like đã nha. À, đúng rồi Thúy Hằng, này đâu à, màu bạc hả chị Lê Phương, ok chị. Ngay ngay, ngay luôn nha mọi người. Khoan để lấy cái đồng hồ màu bạc cho cô này đã con. Đâu rồi, con đứa nào xuống phụ đâu rồi? Con Hân đâu? Ủa cái màu bạc mới đó đâu rồi, sao đồng màu vàng không vậy? Hả? À đây, màu bạc đây. Rồi ok, chốt cái màu bạc cho chị Phương nè. 230 cho chị Lê Thị Phương. Vải đây hả? Không, lấy cái băng keo kia. Cái này vải rất là đẹp ạ, à. Vải đuổi đầm suông nha mấy chị nha. Ê đừng con, nhớ như đây ta. Vải đuổi đầm suông nha, rất là dễ thương luôn. Cái này eo tầm 86-90 đổi lại vẫn vừa luôn á chị. Eo 86-90 luôn. Rồi cái đầm suông vải đuổi này em sale với giá 140.000 nha. Chị nào lấy cái này 140.000 chốt, lấy cái này chốt giùm em mã số 23. Chốt mã 23. Hi hi con gái nha. Rồi. Rồi rồi, đi ra đi, đi ra. Đi ra bữa nay mới bán. Chốt mã 23 nha. Con không biết. Hả? Con là không biết gì hết. Sao nữa? Con là không biết gì hết. Con đi ra ngồi chỗ kia đi để mình đi bán chứ. Con ngồi đây xong mình đi bán được. Đi. Rồi 23, 23 cho chị Đào Mai Sóc Trăng nè. 23 cho chị Đào Mai Sóc Trăng. À, 140.000. Chị Lê Thị Phương hả? Có nha Uyên Nhi Lê ơi. À, Trăng Ly, à, chị Trăng Ly em hết cái mẫu 23 hết nha Uyên Nhi Lê. Chị Đào Mai Sóc Trăng lấy rồi, chào chị Song Ngư ạ. À, có giấm đen á, có gói giấm đen giảm cân á. 23 hết nha chị Nguyễn Thị Thanh Minh. Rồi một cái rớt file hôm qua các chị dành nhau nè. Một cái rớt file nè. Em sale cái rớt file này là 130.000 nè mấy chị. Hả? À, 230. Ồ con. Cái này eo 72 ạ. À. Eo 72 xem rồi rớt file. 130.000 nha con, nha các chị. 130.000. Chốt giùm em mã số 9 nè. Chốt mã 9 giùm em nha. Chốt mã 9 giúp em. Đừng có. Một gói là 230.000 á Uyên Nhi Lê. Một gói nó có 60 viên uống trong một ngày, 4 viên uống trong 15 ngày. Một gói nha. Mã số 9 cho chị Ngọc Diễm, eo 92, eo 72 nha chị. Eo 72 nha chị Ngọc Diễm, 130 cho chị Ngọc Diễm. Ngọc Diễm Vĩnh Long. Rồi rất là đẹp luôn. Rồi một cái đầm thun nha mấy chị. Đầm thun size nhỏ em sale có 95.000 thôi ạ. À. Vì nó là size nhỏ. Em khoảng tầm 64 dành cho các chị có con gái tầm 15-16 tuổi mang đẹp nha. Hoặc là những chị ốm ốm nè. Thì em cỡ khoảng 64 nha. Sao vậy con? Có hồn vậy sao mới làm? Rồi em sale với giá là 95.000 chốt giùm em mã 26. Chốt mã 26 nha. Con ồn làm em đi ủi ra nha. Dạ ok chị Ngọc Diễm. Đây. Uống rất là ok nhưng mà em phải xiên.
Nói chung là phải xuyên nha Uyên Nhi Lê nha. Phải xuyên nè, phải chịu khó với lại kiên trì thì nó mới giảm được. Rồi chốt giùm em mã 26, em sale 95 ngàn ạ. Mã 26 95 ngàn. Cái này em cũng sale 95 ngàn luôn nha mấy chị nha. Một cái đầm riêng, đầm riêng lưới. Cái này eo 72 đổi lại vừa, size M nè, màu da nha, dành cho các chị đi tiệc cũng được luôn ạ. Đi tiệc rất là đẹp. Rồi 95 ngàn thôi nha các chị nha, 95 ngàn nè. Rồi eo 72 đổi lại vừa, mẫu này em xả là 95 ngàn. Chốt giùm em mã 8 ạ. Chốt giùm em mã số 8, 95 ngàn nha. Thì sale xả kho 95 ngàn. Chốt mã số 8 giùm em, cái đầm da rất là đẹp ạ. Các chị chốt nhanh tay nè. Dạ không, chưa đâu chị, uống ít nhất phải được 2 gói, phải được 1 tháng nha chị Liên Đào nha. Hàng Nhật nó khác đó chị ạ, nó không giống như những cái hàng khác. Những hàng khác thì người ta xuống rất là nhanh nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn riêng hàng Nhật là xuống rất là chậm ạ, xuống chậm chậm từ từ thôi nha các chị. Nhưng mà nó có tác dụng ạ, nói chung nó có tác dụng. Không làm cho các chị mệt mà da dẻ thì lại rất là đẹp ạ. Chào chị Quốc Phạm Thị nha. Riêng cái hàng giảm cân của Nhật nó không giống như những sản phẩm giảm cân khác. Đó, nó chỉ xuống từ từ cho các chị thôi. Đây, gói đầu thì nó cảm giác là mình săn chắc hơn thôi. Đó, nó làm cho các chị hãm bớt cái chế độ ăn uống lại thôi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Thôi. Ý là để ta thấy cái này nè. Rồi sao? Rồi sao mà like được? Không thấy đồng hồ. Mở hết tủ ra. Đang uống thuốc bệnh. À, em uống thuốc bệnh gì em? Có nha chị Phạm ơi. Có, đừng có làm vậy mà mấy không có like được. Đi xuống đi. Đi xuống đi nào. Mà mấy không like được. Đi đi. Mày mất tập trung. Đi đi. Con đi ra ngoài. Dạ. Không có lời nha, lời là mày ướt cưng. Uống tiếng giác hả? À? Không có ăn nhầm nha. Đừng có. Đi đi. Trời, cái này eo 76 ạ. À. Eo 76 rất là đẹp. Ờ. Ủa hôm sau mua bao nhiêu lông nhỏ xíu hả? Còn mami nè, còn mami đó nè. Rồi eo 76 nha, em sale cái này 130 ngàn nè. 130 ngàn, chị nào lấy chốt cho mấy mã số 7 ạ. Chốt mã số 7, trời ơi con nhỏ nó là phân tâm quá không like được. Con gái này nghịch quá đi. Chào Vân Nguyễn. Nghịch lắm. Chốt giùm em 100 số 7 cho chị Bích Diệp Huỳnh nè. 130 ngàn của chị Bích Diệp Huỳnh nè. Không tập trung được luôn với nó. Không nha Hồi Trinh ơi, nhưng mà đầm chị mặc eo nhỏ chút xíu à. Eo chỉ có 66 à. Eo 66 thôi. Rồi một cái đầm ren rất là đẹp luôn ạ. Đầm ren có lót ở trong nha mấy chị nha. Màu rêu, màu xanh rêu rêu. Rồi có lót ở trong như thế này ạ. Đó, đầm xịn luôn á. Vải ở trong rất là đẹp. Rồi cái đầm này em chỉ sale 100 ngàn thôi. 100 ngàn nha. 100 ngàn, cái này eo 80 ạ. Eo 80 100 ngàn nè. Chị nào lấy chốt giùm em mã số 22 nha. Chốt mã 22 giúp em ạ. 22. Dạ có nha chị, có nhiều lắm á chị An Nhiên nha. Hồng số 7 em hết nha. Hồng số 7 là em hết nè. Chốt giùm em mã 22 ạ. Em nhận đồ được rồi, đẹp lắm chị. Cảm ơn chị Ngọc Tuyền nha. Cảm ơn Ngọc Tuyền. 100 ngàn chốt mã 22 giúp em ạ.
ta chỉ là niềm tin. Rồi một cái đầm suông luôn, đầm suông vải gấm à, suông đuôi cá vải gấm nha, nó là đuôi cá. Tay hơi le le một tí xíu, dễ thương lắm. Đó, mang mẫu này rất là dễ thương. Rồi cái này khoảng 60kg đổ lại mang đẹp nha. 60kg đổ lại mang đẹp, em sale cái đầm này là 120.000 nè. 120.000 chất vải gấm, chốt giùm em mã số 13. Chốt mã 13 giùm em nha. 120.000 chất gấm à. Nhìn như design vậy đó. Em đang mặc đồ chị đi đám, ai cũng xinh đẹp. Cảm ơn Ngọc Tiền. Chị Phương Trân hả? Chị Phương Trân bây giờ chị chốt nữa thì làm sao em dám chốt cho chị? Chị đi Thái Lan 7 ngày lận mà sao chốt được chị? Rồi cái này xách bộ nha. Chị đi Thái 7 ngày rồi chị xả của em 4 bộ rồi sao em dám chốt cho chị nữa? Cái này xét bộ nha mấy chị nha. Xét bộ 55kg đổi lại. Khoan để em đo em. Rồi ok, 55kg đổi lại vừa nha. 55kg đổi lại vừa. Cái xét bộ này em sale 100.000 nè. 100.000 nha. Rồi chị nào lấy cái xét này chốt giùm em mã số 21 à. Chốt mã 21 giúp em. Chào em Hồng Phượng. Chốt mã 21 giùm em nha. Hả? Alo, alo. Ba làm gì vậy? Ai ba? Tỉnh ba. Thế ai ai alo? Dạ. Alo. Giờ đang đi đám ok. Trời, chị tao lấy cái bộ này 100.000 thì chốt cho em, vải hơi bị mát luôn ạ. À. Em có một bộ đỏ, bộ hồng nữa này. Bộ hồng nha. Chốt thì lấy giùm em mã hồng. Một bộ hồng nữa. Vải đẹp lắm. Vải mát dễ thương lắm. 55kg đổi lại vừa, chốt giùm em mã hồng nha. Chốt giùm em mã hồng. 21 cho chị Xuân Thủy. Xuân Thủy à, Xuân Thủy cho em số điện thoại. Em chuyển tiền nữa bữa điện liền. Chào chị Ngọc Hương Nguyễn Thị. Cái đầm đen em số 4 cho em nha chị. Dạ rồi ok chị Nguyên Phạm nè. Áo cả sọc trắng bên cạnh bao nhiêu vậy chị? Áo cả sọc trắng. Không biết là cái gì nữa chị, chờ em một tí nha. Đầm đen eo 64 đây. Rồi 95.000 nha. Đầm đen eo 64 95.000 nè. Cho chị Nguyên Phạm nè. 100. Chốt cho em mã hồng nha. Chốt cho em mã hồng nè. Chị Xuân Thủy cho em xin số điện thoại nha chị. Xuân Thủy cho em xin số điện thoại. Cái này là đầm len Burberry nha các chị nha. Len Burberry nè. Cực kỳ dễ thương luôn. Cái này các chị mang với lại quần legin là đúng đẹp luôn ạ. Mùa chuẩn bị lạnh tới các chị mang là siêu đẹp luôn. Em sale cái đầm len này giá 100.000 nha các chị nha. 100.000. Đầm này các chị mua với giá 300 luôn á, chứ không phải 100 đâu. Em sale 100.000 nha. Chốt giùm em mã 14 ạ. Chốt giùm em mã 14. Cảm ơn Duyên Phạm thấy số luôn rồi. 523. Chốt mã 14 giùm em sale 100.000 nè. Cực kỳ xịn luôn ạ. À. Chị nào ở ngoài Bắc là chuẩn bị mùa lạnh là chốt cái này đi ạ. À. Chào Kim Khánh. Rồi Kim Khánh mất fan cứng rồi. Kim Khánh mất fan cứng rồi. Và một cái đầm suông. Đầm suông sắc lắc caro mấy chị nhé. Suông sắc lắc caro. Rồi chốt cái này eo 76 nha mấy chị nha. Eo 76 đầm sơ mi suông nè. Em sale cái này là 120. 120 chốt giùm em mã số 36 ạ. Chốt giùm em mã số 36 ạ. Rồi các chị chấm chấm tương tác giùm em nha. Chấm chấm tương tác để có gì nó lên fan cứng mấy chị. Tương tác nhiều nó lên fan cứng nè. Chốt giùm em mã số 36. Giá 120 ạ. 120 mã số 36. Trời được toàn đồ đẹp không ạ. Rồi rất là đẹp luôn. Cắt cái khúc
Một cái đầm ren yếm hả mấy chị? Đầm ren yếm rồi em sale cái này 100 ngàn cho mấy chị luôn. 100 ngàn. Cái này eo 72 size M 100 ngàn nha mấy chị. Đầm ren yếm body nè. Body ren yếm 100 ngàn nè. Rồi chị nào lấy cái này chốt mã 27 giúp em ạ. À. Chốt mã 27 giùm em nha. Em mà đi làm là hết xem chị like luôn vậy hả? 27 100 ngàn size M. Chị nào mặc size M mang đẹp. Size M mang sẽ rất là đẹp ạ. À. Bây giờ có 100 ngàn là có cái đầm đẹp rồi, vải cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn không? Cái này vải cô tông lạnh nha mấy chị, có túi luôn nha. Có túi luôn vải cô tông lạnh. Rồi mẫu này em sale 120. 120 rất là đẹp. Cái này eo 74 à. Eo 74 120 ngàn nè, chị nào lấy chốt thì em mã 15 nha. Chốt mã 15 giúp em. Chốt mã 15 giùm em ạ. À. 15 eo 74. 120 ngàn chốt mã 15. Bận quá hả? Rồi một cái đầm body xanh coban. Cái đầm này giống tự tự cái mẫu hồi qua là đầm xòe á. Các chị dành nhau quá chừng. Cái này eo 76 đổi lại vừa. Eo 76 đổi lại vừa rất là dễ thương. Màu xanh coban nha. Xanh coban eo 76 đổi lại vừa. Mẫu này em sale 130. Chị nào lấy chốt thì em mã 37 á. Chốt mã 37. Chị sale đầm eo 86 em kêu. Em đo thì em mới biết được chị. Chứ em không biết đầm nào eo lớn hết. Bây giờ em phải đo dần dần thì em mới biết được nha. Trong nằm trong nguyên cả lô vậy thì em không có biết cái nào size lớn đâu. Rồi chốt giùm em cái này 130 ngàn mà. Mã số 37 á. Mẫu nó quá đẹp luôn. Nằm nó hơi tối bận. Cái nằm xè sáng vậy. Màu xanh á. Chị hai. Chị hai ơi, chị hát cái gì vậy? Nằm theo rất là đẹp ạ. À. Vải ơi bị xịn luôn ạ. À. Màu hồng. Nay toàn đầm nhỏ hả? Eo 76 mà đầm nhỏ gì vậy chị? Mấy cái còn eo 76 không? 76, 78, 80 cũng có mà. Cái này eo 68 à. Eo 68 màu hồng em sale cái đầm này 100 ngàn nha. Đầm theo này 100 ngàn chốt thì em mã 35. Cái này quá xịn luôn á. Quá xịn luôn. Nhưng mà eo nó hơi nhỏ. Eo 66, 68 sẽ con này nó ồn quá, ồn ào quá, không thích quá. Ba lăm 100 trăm Malaysia trần. Dạ không vừa chị, đầm em mặc eo có 68 à chị, 66 à chị. 35 trăm Malaysia trần nhá. Bạn xe nhỏ hả? Rất là dễ thương, một cái đầm dây nha. Một cái đầm dây ren chấm bi đó chị. Cực kỳ đẹp. Đó, hàng xịn luôn nha. Cái này eo 68 đổ lại vừa nè. Eo 68 đổ lại vừa nha. Một cái đầm dây cực kỳ đẹp luôn. Nhúng. Dạng như hơi đổ đổ một tí xíu. Ui đẹp lắm. Đây mặc vô hơi bị sang đó chị. Đây. Rồi cái này em sale 95 ngàn cho các chị luôn. 95 ngàn nha. Chị nào lấy cái này chốt giùm em mã số 60. Mã số 60 95 ngàn. Eo số 8. Chắc phải chịu khó vô thay đồ quá. Không thay đồ dơ mẫu lên đó chị tưởng xấu. Nhưng thật ra bận vô đẹp lắm á mấy chị. Chắc chịu khó vô thay quá. Đi. Nhiều
nhiều cái đẹp quá trời. Đẹp lắm nhưng mà dơ lên khách không thấy, khách cứ tưởng là đồ xấu không à. Tại thấy sale rẻ nữa. Có mấy bà vô coi thấy sale rẻ quá hỏi đồ cũ hả? Con cái thỏ con. Cái thỏ con rồi đó. Giờ chặt rồi đúng không? Ờ. Mắt mami mà có sen. Để nó đẹp không nè. Nó đẹp không? Mở ra xem coi. Mở ra để cho chị hốt kìa. Chị bắt xuống hốt một cái. Không mấy bữa cái mẫu này em có màu đen nè, bây giờ em có màu vàng. Mình đang để mặt đẹp nó lắm. Rộng lắm. Cái này rộng lắm. Rộng lắm. Mình đang mặc vô thì mọi người thấy. Chắc phải để em thay bộ đồ phụ kiện rồi em mặc vô cho các chị coi. Nghe bị hay. Họ lại bảo đôi si đó chị. Thì cái chứ. Cái gì? Có mắt tay kìa. Mình coi là sao mày sử dụng không cái cục sạc, còn cục sạc của mày đâu con vậy? Ở trên đó. Khỏi chỗ nó xuống quên luôn. Chị đứng ở đây thôi. Xong cái đầu cái vô tình ngồi xuống vậy cái nó nhỏ xuống đây. Trời ơi, nó qua lớp đầm rồi á mà. Chị khóc lắm. Trời dễ thương ghê. Nó bị đẹp lắm á chị. E72 thôi nha. E72 đầm vàng nè. Đầm vàng em đang mặc. Rồi chị nào lấy cái đầm này 140.000 chốt giùm em mã số 16 nha. Chốt giùm em mã số 16, 140.000. Hơi bị xinh luôn á chị ạ. À. Cái này bữa hôm em bán có cái màu đen. Hình như có chị nào đó lấy cái màu đen rồi, bây giờ còn hình như màu đen là 150. Còn cái này là 140. 140 màu vàng nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em mã số 16 á. Hơi bị đẹp luôn. 16 nha. 16 cho Trang Lê nè. 16 của Trang Lê. Trang Lê. Trang Lê ghé lấy phải không Trang Lê ơi? Trang Lê ghé lấy hả? Trang Lê cho lại số nha. Trang Lê cho lại số. Chào chị Tường Nguyễn Phạm, chào chị Phượng Phan ạ. Trang Lê cho lại số nha.
cảm ơn Trang Lê. Chào chị Đặng Linh nè, chào Lê Thắm. Chị lấy hả chị? Có số điện thoại. Sẽ đọc số điện thoại cho. Xin đi. 130. Rồi cái này E76 ạ. E76 đầm body màu xanh rất là đẹp luôn. E76 nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã số 37. Chốt mã 37 giúp em nha. Chốt mã 37 giùm em E76. Chị nào lấy chốt mã 37 rất là đẹp. Cổ rất là sang luôn. Y chang cái mẫu đầm xòe xanh hồi hôm qua. Đó, chị nào lấy chốt mã 37 giúp em. 37 cực kỳ đẹp. Chiều nhận được đầm caro thích lắm lắm. Dạ chị, áo chị mặc eo bao nhiêu vậy chị? Áo nào em? Áo xanh này hả hay là cái áo vàng? Áo vàng là E72. Rồi một cái đầm xòe 8 mảnh á. 37 của Magnolia Trần nè. Cái này E80 nha mấy chị nha. Magnolia Trần. 120 mã 37 cho Magnolia Trần. Mày đẹp quá. Đẹp quá trời. Khoan mà vải rất là đẹp. Cái này eo tầm 80 mấy chị nha. Cái này eo tầm 80 ha. Ừ. Eo 80 nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Em sale cái đầm này cũng 120 luôn. 120.000 eo 80 nha. Eo 80. Cái này gọi là đầm 8 mảnh E80 ạ. À. E80 đầm 8 mảnh chốt giùm em mã số 34 ạ. À. 120.000 mã 34 nha mấy chị. Mã 34. Chốt mã 34 giùm em. Caro nha mấy chị nha. Caro. Caro siêu đẹp luôn. Nga Lam lấy cái nào Nga Lam? Nga Lam lấy cái nào? Tư cho Nga Lam, ok mà Nga Lam nè. Cái này E76 đổ lại. E76 nó là dạng xòe phi nha. Cái này có không? Cái này nó có độ co giãn. 120. Đây chị. E76 nha. Xòe phi em sale 140. Xòe phi ở đây không có đường nối nè mấy chị nha. Em sale 140. 140.000 chị nào lấy chốt giùm em mã 17 ạ. Chị nào lấy chốt mã 17 giúp em nha. Chốt mã 17 giùm em. Mã 17. Chưa kéo lên hết. Rồi chốt giùm em mã 17 nha. 17 rất là đẹp. E76 đổi lại nha mấy chị. Chốt mã 17 giùm em. Cái đó 120. Cái này 140. Cái này phi ạ. À. Mã 17 giúp em. Chào đầu bắp nha. Mã 34 eo. E80 á Hà An. Cái này là một cái đầm mà dạng như là đầm đông á mấy chị, đầm ấm nha. Đầm đông trời xịn lắm. Rất xịn luôn. Này đầm suông nha mấy chị nha, 60kg đổi lại vừa màu rêu nè. Để chị để em đo cái vòng eo. Cái này eo 90 đổi lại vừa luôn ạ. Eo 90 đổi lại vừa luôn. Màu rêu nha, E90 đổi lại vừa. Cái này đầm mặt đông à các chị. Rồi chốt cái này, chốt mã 38 giùm em. Cái mã này em sale còn 101 ạ. 101 mã 38 nha. 101 mã 38. Chào Hồng Hạnh, chào Mai Đào. Chào chị Như Tâm. Hả?
người bằng ba cái thùng ba bằng ba cái áo thun giống giống nhau ha, cũng ba cái màu trơn. Rót cho mami ca nước cái nước. Ôi rồi, 38 cho chị Teresa Nguyên 101. Đây này, ly này nè con. Chào cô Nguyễn Thị Mai. 38 cho chị Teresa Nguyên 101. Cho em xin số điện thoại nha chị. Bật áo giúp. Rồi cảm ơn chị, em lấy số rồi. Rồi một cái đầm suông à, một cái đầm suông. Cái này eo 78 nha mấy chị nhá, một cái đầm suông eo 78, đầm suông cổ sơ mi rất là đẹp, eo 78 nha. Rồi em sale cái mẫu eo 78 này 120, chốt giùm em mã số 61 ạ. Chốt mã 61 giùm em 120.000. Mã 61 có dây kéo, có túi nha mấy chị. Vải cô tông lạnh ạ. Chốt cái đầm xanh cho chị Teresa Nguyên đi. Con Hân mày tới mày chốt đi kìa. Đây nè. 101. Ôi không chịu chốt anh chưa. 61 120 cho chị Tô Ngọc Trân nè. Teresa Nguyên. Có mấy số đó cho chị phía dưới nữa kìa. 8672 đó. 61 em hết rồi chị. Chị Luân ơi, 61 em hết rồi. Một cái đầm body thun nhúng. Body nhúng heo nha. Body sọc nhúng heo. Đầm này em sale 101. 101. Cái này eo 76 rồi, 76 78 đổi lại được luôn. Nói chung 55kg nha. Chào chị Lệ Hồng ạ. Chào chị Hoa Sưng Rồng. Chào chị Loan Huỳnh. Rồi cái này 55kg đổi lại nha mấy chị nha. Đầm sọc em sale 101, 55kg đổi lại vừa. Đầm body nha. Body sọc 101, chốt giùm em mã 84. Trời ơi. Tiền hôm nay á, con kêu cho nó để con cất cho nó nhá. Tiền hôm nay ở shop á. Có ít vậy thôi hả? Hả? Cái này eo 78 ạ. À. Eo 78 đẹp tuyệt vời luôn. Một cái đầm xòe xanh cô ba, eo 78 nha, rất là đẹp, phối von ạ. À. Phối von nha mấy chị. Quá xá đẹp luôn. Có túi luôn nha. Đây có túi luôn mấy chị nha. Rồi cái đầm xòe xanh này em sale 140. Chị nào lấy chốt giùm em mã 109 nha. Size L mấy chị, size L nha. Eo 76 78 vừa. Chốt giùm em mã 109.
109 140 eo 7678 size L ạ. 78 đổi lại size L. Một cái đầm màu trắng. Vải xô. Mẹ mẹ cái gì mẹ. Lót vải rất là đẹp. Lót xịn luôn. Đây các chị. Rồi cái này eo 74 đổi lại vừa nha. Eo 74 đổi lại vừa các chị. Vải đẹp lắm. Vải xô màu trắng. Hình như hôm qua em có một cái đầm giống vậy nè. Rồi em sale 120.000 luôn nha. Em sale 120.000 eo 74 cái hoa cài áo rất là đẹp luôn. 120.000 chốt mã 107 giúp em. 107 giúp em. Mã 109 cho chị Ngọc Cẩm nè. Chị Ngọc Cẩm cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Chị Ngọc Cẩm cho em xin số điện thoại ạ. Chị Ngọc Cẩm cho em xin số điện thoại chị ơi. Đang đông người quá em chưa thử đồ được, chờ chút xíu. Đưa cái đầm xanh coi lại. Một không chín. Chào Nguyễn Kim Sương. Một không chín là mã này nè chị. Có túi luôn. Đổi lại vừa màu sọc này. Còn nghèo quá không làm được. Đây rất là đẹp nha mấy chị nha. Đó, đầm xanh em nè. Eo 76, 78 vừa nha mấy chị. Đó, chị nào lấy cái mẫu này chốt cho em mã 109 giúp em. Không lấy là tiếc lắm luôn, tại vì rất là đẹp ạ. À. Em không mặc thôi, chẳng qua là em dơ lên chứ rồi em mặc thử cho chị thấy nè. Dài qua gối nha. Rất là đẹp, chốt cho em mã 109, giá 140. Đầm này các chị mua 350 còn chưa có, tại vì vải nó cũng nó là vải xịn. Vải rất là xịn luôn. Rồi, chị nào lấy thì chốt giùm em. Em mặc eo hơi việt ạ. Eo 76, 78.
chốt mã 109 giúp em nha. Con của con bé Út á, bé Minh đó, thường khóc la sùm. Quá đẹp luôn á chị. Phối thêm một cái sợi dây thắt lưng vô nữa siêu đẹp. 140.000 nha, chị nào lấy chốt mã 109 giúp em. 109 thôi. Ok, em chốt cho chị Nguyễn Thu Tiên nha. 109 chốt cho chị Nguyễn Thu Tiên ạ. Làm cháy nóng lắm. Tắt cái đó đi. Cái này eo 82 đổi lại nha. 109 em chốt cho chị Nguyễn Thu Tiên rồi chị ơi. Nguyễn Thu Tiên rồi, đẹp lắm. Có hai túi nữa nè, em nói thiệt mà. Mẫu này có 140, cái chị mua 300 mấy còn chưa ra. Thử nhận hàng rồi vài bữa nữa chị Thu Tiên coi thử cho em một cái phép bắt thử coi 140 cái đầm này có đẹp không nha. Chốt hàng đi. Bực mình nữa. Làm mà không có ai tập trung vô làm cho tôi. Một 109 em hết rồi chị Giảng Hương ơi. Cái này eo 82 nha mấy chị. Eo 82 em sale 120. Eo 82 đổ lại vừa nha. Em sale 120.000. Cái form của nó hơi xung xung xuống. Rất là dễ thương nha. Nó là màu xám có sọc ạ. Rồi em sale 120.000. Chốt em mã 18. Chốt mã 18 giùm em nha. Cụ Nguyễn Thu Tiên. Dạ, với Thiền Nguyên. Hả? Nguyễn Thu Tiên. Chốt giùm em mã 18, 120.000. Cái đó 140. 120.000 mã 18 ạ. Mã 18 giùm em. Mã 18 nha. Rồi, cái đầm body luôn. Đầm body phối nơ. Rồi em sale cái này 95.000 ạ. 95.000. Này eo 72 đổi lại vừa. Em sale 95.000 nha, dành cho chị nào thấp hơn 1m6 mang đẹp 95.000 nè. Chốt giùm em mã số 19 ạ. Chốt mã 19 giùm em. Cái này giá sỉ đã là 170 rồi. Cái này chốt giùm em, cái này eo 72 nha, eo 72. Phối ren rất là đẹp, màu hồng nè. Rồi em sale cái này là 101, chốt giùm em mã 85 nha. Chốt mã 85 khi nào dọn shop hả? Bữa nay là ngày 14. 2 ngày nữa nha Phạm Thủy nha. Hai ngày nữa em sẽ lên sale giỏ sách. Em sẽ trưng bày ở tại 38 Nguyễn Đức Cảnh nha. Chị nào thích mua giỏ sách nhờ, rồi ví cầm tay, rồi ba lô cho bé, rồi ba lô đeo cho mình rồi này kia thì ghé 38 Nguyễn Đức Cảnh lựa giúp em nha. Dây nịt nữa mấy chị. Em trưng bày bên đó luôn cho các chị lựa. Mới đầu em không định bán nhưng các chị cứ tới đây lục khó quá, tại vì em để trong bao á các chị, mấy bao á các chị lục khó quá, cho nên em trưng bày tại 38 Nguyễn Đức Cảnh. Chị nào ở gần đây á thì ghé qua đó. Và tầm khoảng ngày 16 là em, khi em hoàn thiện xong rồi em sẽ like cho các chị nha. Em hoàn thiện trưng bày em sẽ like cho các chị. Rồi cái này 101 chốt giùm em mã 85 nha. Chốt mã 85 giúp em. Có đầm đen nha Lê Nguyễn ơi, có đầm đen nha. Rồi một cái đầm caro rất là đẹp, mấy chị thương chưa? Đầm caro đẹp quá mấy chị.
Cái này eo tầm 80 đổi lại vừa. Eo 80 đổi lại vừa đầm caro nha. Eo 80 đổi lại vừa giá sale là 130. Mã 18. Thương Lê Hoài. Mã 18 mai chị lên bán hàng cho chị. Cho em số điện thoại chị ơi. Cho em xin số điện thoại. Chị Thương Lê Hoài. Hoài. Thương Lê Hoài lấy cái này cho em xin số điện thoại nha. Mã 18 em đang mặc nè. 120 ngàn. Đây 130. Cho coi lại đầm xong. Rồi chờ em một tí nha chị. Tải gì em cũng không biết nữa chị Hoàng Gia. Em chỉ biết nó rất là đẹp thôi. Tải đẹp thôi. Nó cũng tự tự giống vải von. Cũng không phải vải von thôi. Đây eo 76 đổ lại nha, cái caro siêu đẹp luôn, 130 ngàn. Chị nào lấy chốt mã 20 giúp em nha. Chốt mã 20 giùm em ạ. Chốt mã 20 giùm em, đẹp lắm. Eo 78 đổ lại vừa chứ, 78 nè. Mã 20 nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Chốt mã 20 giùm em. Có nha chị Hoa Nguyễn Thị Hoa, 20 cho tôi một chân nè. 20 của Tô Ngọc Trân. Này 130. Caro 130. Nếu lộn tay rồi lại kém như thế này hả? Rồi cái màu trắng này eo 76 đổi lại cho mấy chị nhé. Eo 76 đổi lại cái màu trắng. Chị nào lấy cái màu trắng eo 76 đổi lại chốt giùm em mã 107 nè. Giá 120 luôn ạ. À. Giá 120 mã 107. 20 em hết rồi mấy chị. Mã 107 giúp em nha. 107 á. Eo 76 đổi lại vừa. Chốt mã 107 giùm em. Siêu đẹp luôn. 107 nha mấy chị. Một cái đầm suông sọc 60kg đổi lại vừa nha. Suông sọc em sale 101. 60kg đổi lại vừa nè. Chốt giùm em mã suông sọc. Chốt mã suông sọc giúp em. Không mỏng nha chị. Trong này nó có lót 2 lớp. Hơi bị dày. 107 cho Nguyễn Lan nè. 120.000 cho Nguyễn Lan. Đẹp lắm. Ở trong này có một cái lớp lót này nè. Sao mỏng được. Không hề thấy gì đâu ạ. À. Nguyễn Lan quận 7, 120. Chốt giùm em suông sọc ạ. Suông sọc 63kg vừa không chị? Dạ vừa, à vừa nha Hà An ơi. 63, 63, 62 gì đó. Ok, suông sọc cho Hoàng Gia nè. Suông sọc cho Hoàng Gia siêu đẹp nha mấy chị nha. Nhìn vậy nhưng mà mang rất là chất luôn. Đó, mang rất là đẹp. Có lớp lót ở trong luôn nha. Có lớp lót luôn nha. Suông sọc 101. Coi lại cái xanh nè. Ai coi lại xanh Bảo Lâm Hồ nữa. Bảo Lâm Hồ coi lại xanh. Xanh này 72 nha, 95.000 thôi ạ. Thành ra xanh là 72, 95.000 nè. Xanh là body dành cho những chị nào thích mang ngắn và những chị mặc được đầm ngắn ạ. Những chị thấp. Đây. Rồi chốt thì mang mã xanh nha, 95.000 mang cực kỳ đẹp đó chứ không phải đơn giản đâu. Đó, đẹp mà. 95.000 nha. Ồ, cái xuông này hồi hôm qua anh xuông đuôi cá hôm qua dành nhau. Xuông đuôi cá đẹp quá nè. Xuông đuôi cá em sale 95.000 luôn. Chốt giùm em mã xuông xanh đen. Xuông xanh đen đuôi cá 62kg, 63kg đổi lại vừa. Chốt giùm em mã xuông nha. Chốt mã xuông giùm em. Cái này em xả kho nè mấy chị, cho nên giá nó mới có như vậy chứ. Bình thường 200 mấy, 300.000 không à. Dạ chị Lê Anh. Nay có ghế đẹp nha, ai cũng phát hiện ra luôn á, ghê thiệt.
Tung đen nha, tung đen 62kg. Chị Kim Chiến lấy xanh hả chị? 49kg vừa nha Bảo Lâm Hồ ơi. 50kg đổi lại, có độ co giãn thoải mái mà. 50kg đổi lại, mang đẹp luôn. Nó có 95.000 à, nói chung vải thì nó cũng vừa vừa, không quá xịn thôi. Lấy thêm mấy cọc nữa nha. Xanh 53 không vừa đâu, xuân xanh đen cho Hiếu Lê nè. Hiếu Lê, chị Hiếu Lê cho xin số điện thoại nha. 95.000 cho Hiếu Lê. Hiếu Lê xin số điện thoại. Xanh 53kg sợ không vừa. 40 mấy kg thì may ra dưới 50kg thôi ạ. Xanh này dưới 50kg thôi nha. Chị nào lấy xong chốt xanh. Xanh 95.000 luôn ạ. 53kg thì chị Kim Chính không vừa đâu. Rồi xuân caro nè, xuân caro sale 130 xuân caro eo 80 đổi lại 78-80. Eo 78-80 đổi lại vừa nè. Chốt giùm em mã xuân caro nha. Xuân caro siêu đẹp luôn. Eo 78-80 vừa. Chốt xuân caro giùm em nha. Xuân caro 130. Chị nào lấy chốt giùm em mã xuân caro. Ở đây nó có đính một cái hoa. Xuân caro. Eo 86 là vừa, mấy cái trước hơi rộng. Trời, cái này nhìn giống Tết quá. Này bị đường xếp dơ thôi, không có bị sao hết. Vải rất là xịn, chẳng qua hơi dơ một tí thôi. Những này giống Tết mà eo nhỏ quá. Này eo tầm 72. Này hơi bị dơ. Nhặt ra em ta. Rồi cái đầm cực kỳ xịn luôn. Em sale rẻ cho mấy chị. Chào chị Nguyễn Hiền. Này xanh eo 70-72 nè. Đó, xanh eo 70-72 nhưng mà nó bị dơ đường này cho mấy chị nha. Các chị về giặt giùm em do dơ đường gấp à. Các chị về giặt sơ giùm em nha. Mẫu này em sale 140. Mẫu này hàng xịn nha mấy chị. Hàng cực kỳ xịn luôn. Vải rất là đẹp ạ. 140.000 nè. Size M thôi nha mấy chị nha. Size M thôi. Chị Hiếu Lê lấy xanh 72 luôn hả? Hiếu Lê lấy xanh 72 này phải không chị? Eo 72 nè. Đẹp thì đẹp thiệt á. Nhưng mà nó là hơi dơ đường nha, cho nên em mới sale vậy, chứ còn bình thường em bán cái đầm này ít nhất là phải là 200 mấy đâu ạ. Lấy thì ok giúp em nha, lấy thì ok giùm em. Rồi cái này 130.000. Này eo 74 đổi lại ạ. Eo 74 đổi lại 130.000. Rồi ok chị. Cái này 140. Cái đó hũ này. Cái đầm này, đầm đỏ. $130.000 cái đầm màu đỏ chắc con. Có cái dài. Cái gì kêu vậy?
sấy đó. À? Cái xù sấy à. Màu đỏ chất von cho mấy chị nha, hơi bị dễ thương luôn. Đắp như thế này nè. Dễ thương không? Nó đắp hai tàu quá. Đó. Rất là đẹp, eo 74 nè. Chị nào lấy cái đầm đỏ này 130 chốt giùm em mã 59 à. 130.000 chốt mã 59 giúp em nha. Eo 74 đổi lại vừa. Chốt mã 59 giùm em. 59 nha. Chị ơi có đầm xè kêu em nha. Mini Lan có cái đầm xè phi lụa đẹp lắm đây. Cái đầm xè phi lụa này bình thường bán cũng phải là mấy trăm ngàn á, 250-300 ngàn là có. Đây nè. Mà sale có 140 rồi nè em. Lấy cái đầm này đi Mini Lan nè, siêu đẹp. Trời cái đầm này đẹp lắm, ở ngoài nhìn còn đẹp hơn nhiều. Nè. Phải phi lụa mềm mại rất là đẹp luôn. Lấy cái này đi, cái xòe này rất là đẹp. Thắt thêm sợi dây thắt lưng vô nữa rồi đúng đẹp luôn. Mã 59 cho chị Sơn nữ, cho em xin số điện thoại nha chị. Có eo lớn không em? Dạ có mẫu có, mẫu không á chị. Eo nó tùm lum mà em phải đo. Em phải đo eo mấy chị ơi. Rồi một cái dạ hội. Một cái dạ hội màu đen siêu đẹp luôn. Dạ hội màu đen, dạ hội em sale 150 thôi nha. Dạ hội đen này em sale 150.000 đó. 150.000 các chị ơi, dạ hội màu đen siêu phẩm luôn. Cái dạ hội này eo 74 đổi lại vừa nha. Chào chị Nguyễn Yến. Chị Sơn nữ cho em xin số điện thoại đi chị. Thấy chị chốt hàng ứ cho số vậy đó. Thấy chị xin hoài rồi cái bắt đầu giật mình cái sợ không cho. Không kiểu như. Dạ không rồi cô Mai ơi, xòe phi eo có 16 đổi lại à. Dạ hội 150 eo 74. Cho mấy chị coi form dáng đuôi cá cho mấy chị nha. E74 ạ. E74 cái này các chị mang đi dạ hội là mang đi tiệc là đúng đẹp luôn. E74 nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em nè. Cái dạ hội rất là đẹp. Nguyễn Thúy vừa nha Thúy ơi. Bạn vừa cái này mặc có màu xanh nhạt xanh vàng cùng với vàng hơi trẻ. Cái em mặc, cái em mặc là cái nào ta? À cái em mặc là cái kia. Dạ dạ có chị. À em cũng không nhớ nữa, để em coi thử. Em cũng không biết có không nữa, chờ chút xíu chị, không biết có không nữa chị ơi. Dạ hội 150 nha, em chưa kéo hết dây kéo lên. Chị nào lấy thì chốt em dạ hội. Eo 74 đổi lại vừa nha. Nơi đáng chán, không thiết thế gì đó hả? Người coi thì đông mà không thiết thế. Sao lực coi nơi đông dữ vậy ta? Coi gì vậy? Rồi một cái đầm suông cách tân. Đầm suông cách tân em sale 150. Cái này á là eo từ 90 đổi lại vừa hết luôn ạ. Cái suông cách tân này 150.000 nha mấy chị. Có một cái nơ ở đằng sau. Chào chị Nguyễn Huy ha. Ok bạn Thúy chờ chút xíu. Kiểu đơn giản.
đồng hồ chị trắng gì đây một tí hả? À, mấy chị đang đặt đó em, mấy chị đang đặt về đây nè, đồng hồ màu trắng bằng đá nha, bằng đá chứ không phải bằng dây da, không phải bằng nhựa mà là bằng đá. 250 em, 250, mẫu này người ta mua mắc lắm nè, mà chị mua giùm có 250 thôi. À quên, ừ đúng rồi, 250 à. Rồi suông cách tân nha mấy chị nha, suông cách tân nè, dạng như cách tân giống vậy nè, nói chung là 62 kg đổ lại vừa hết. Ở sau có cái nơ rất là dễ thương đó, 150.000, chị nào lấy thì chốt giùm em mã suông cách tân. Cái này có túi luôn, có túi luôn ạ. À, đầm suông mà nó dễ dạng cách tân nha. Vải của nó, cái vải của nó là hoa 3D, hoa 3D rất là đẹp. Chị nào lấy thì chốt giùm em mã suông cách tân, 60 mấy ký đổi lại vừa, 62 ký đổi lại vừa, nói chung còn em là tầm 8 mấy là mang đẹp, 8 mấy nha mấy chị. Đưa cái đầm phi lụa đó rồi ta, đây đây này bạn Thúy ơi, một màu nha chị Đặng Hà, suông 150 cho tôi một chân, ok em nè, 150 cho tôi một chân nè. Đây này bạn ơi, bạn Thúy ở đây, 150 xòe phi lụa rất là đẹp, này đi tiệc được luôn, đẹp lắm, mà giá có 140 rồi Thúy ơi, rất là đẹp luôn. Mẫu đang mặc 150. Đồng hồ có một màu à, một màu. Tắt tiếng đi được không? Hả? Không tắt tiếng bên đồng hồ được à? Tắt từ Bluetooth là được. Cái con đều Bluetooth. Cái này eo 80. Có nha chị Hiền Hằng ấy, có 250 đương nhiên vô nước rồi, 2,5 triệu thì không vô, chứ còn 250 là phải vô rồi. Cái đó là em nói vậy chứ em chưa đem nhúng nước bao giờ. Em mới mua hôm qua, em mới mua hôm qua, em mới vừa cắt dây tối hôm qua, cho nên hôm nay em đeo nè, em mới cắt dây hôm qua, hôm nay em đeo đó, cho nên em chưa nhúng nước bao giờ, em không dám nhúng nước. Tại 250 à. Nhưng mà đồng hồ thời trang cho nên các chị đeo thì đừng có đem đeo đi bơi, đừng có đeo đi tắm biển, đừng có đeo đi tắm nha. Thấy trời mưa rồi cởi ra cóc vô giùm em cho nó chắc ăn đi. Chứ còn mà đồng hồ 250 mà các chị đòi vô nước hay không là em bó tay rồi đó. Em không biết, tại em chưa thử nha. Em chưa thử nhúng nước. Cổ rộng thì phải sợ hở. Nói chung là cổ nó vuông, lúc nãy mặc thử rồi hả Thúy? Lúc nãy trong có mặc thử. À, cái này eo 80 đổ lại nha, màu đỏ, suông đỏ, eo 80 đổ lại. Cái cổ có nơ như thế này nha, dạng như suông công sở, vải cô tông lạnh, có túi luôn. Rồi cái này eo 80 đổ lại vừa nha. Cái mẫu này em sale 150.000. À quên, 140.000, chốt giùm em mã 106. 106, 140.000 à, xin lỗi quên. Nhầm. Ok, 106 ạ, 140.000. Trong cái suông này vải đẹp ghê. Sao con hỏi mát rồi nó không có hiển thị 50 ta? Vậy. Sao nó không có hiển thị tên máy? Làm sao? Cho nó hiển thị gì? Tốt nhất là tránh nước, đúng rồi. Không hiển thị tên. Có ai biết được không? Không có ai biết. À, có thì mommy cục gọi nhỡ. Cục gọi nhỡ thì nó có, gọi số tới này không có hả? Ừ. Cái này sao bị lắm, em lem màu ta. Body rất là đẹp, nhưng mà nó hơi bị lem màu một tí, hơi dơ dơ, dạng như hơi dơ dơ. Nó có ghi chữ người dùng bận mà sao kỳ ta. Mày nói tắt máy có ghi người dùng bận mà sao tụi mày nói không có gì hết. Là tắt mà tao này tắt nó cũng không ghi gì hết
Má tắt mà không có gì hết hả? Đây nè, người dùng bận rõ ràng, chẳng qua không nhìn thôi chứ. Không có đâu, bây giờ con gọi nó. Để con gọi nó, nó gọi cho con. Mày eo 6668 à? 6668. Lại nữa, đồ mới hay đồ cũ nữa? Ủa sao mấy ngày nay liên tục giống kiểu bị vậy, mấy chị toàn vô hở đồ mới đồ cũ không à? Tôi tắt đi. Okay. Rồi bây giờ ta gọi qua nè. Ta gọi qua tắt nè. Tắt không những điện thoại á. Ừ, giờ là máy gọi thì nó lại như vậy. Đó, đây cái chữ con đó, bật đúng là máy dỗm. Ai cũng vậy luôn á. Ai cũng vậy, con mình tôi thấy rõ ràng chữ con bận kìa. Nhưng mà con gọi máy lên đâu có được đâu. Cái này eo 68 đổi lại nha mấy chị nha. Cái đầm body này hơi dơ một tí xíu. À, nói với chị đừng bận tâm với câu hỏi ấy chị ơi. Chắc vừa đầm body này chắc vừa. Nhưng mà thôi đừng bận đầm body nữa. Bên đây ốm quá rồi không có mong má gì hết á. Bận cái đầm này nó ôm sát vô thì còn cái gì nữa. Bên đây bận mấy cái zoom ống rộng đi. Ốm mà bận body nữa không có mong luôn á. Ây dạ ơi, thật là khổ. Cái này bị lỗi rồi. Cái này bị lỗi rồi. Mấy chị nghĩ đồ mới họ có bỏ bao ống vậy không mấy chị? Mấy chị coi đồ, coi like mấy cái đồ mới với đồ xuyên người ta có bỏ bao ni lông vậy không mấy chị? Có mạc như thế này không mấy chị? Có như thế này không mấy chị? Đồ cũ á. Ví dụ các chị đi mua đồ cũ á, có mạc với có bao ni lông không ạ? À? Tại vì em chưa bao giờ em canh coi mua đồ cũ hết. Có thể các chị mua đồ cũ thấy bao ni lông, thấy mạc cho nên các chị hỏi em vậy đúng không? Chứ em thì em chưa bao giờ, chẳng qua em bán rẻ thôi chứ còn mới hay cũ thì các chị coi rồi từ từ các chị hẳn hỏi nha. Trời ơi. Rồi một cái đầm von rất là đẹp ạ. À. Này nói chung là 50kg đổi lại vừa ha. 50kg đổi lại vừa đầm von nè. Đó, Úc bữa nay chỉ có bận đầm xòe thôi. Thử ái dùng dập. Tháng cô hồn như vậy. Sao mệt vậy ta? À, Hoa Nguyễn Thị Hoa. Tầm 2 ngày nữa nha, Hoa Nguyễn Thị Hoa ơi, 2 ngày nữa nha. Chị Quyên đây gầy dữ vậy. Ô bà ốm hơn tao luôn mày ơi, nhìn bà khiếp. Nhìn bà ốm lắm. Tại nhìn bà mất quen rồi, bây giờ nhìn bà ốm nhìn khiếp lắm. 50kg đổ lại vừa nha. Mẫu này em sale là 101. 101 thôi rồi, chị nào lấy thì chốt giùm em. Chị nào lấy cái này 101 chốt giùm em mã 105 nha. Chốt mã 105 giùm em. Bữa giờ toàn bị giờ hỏi gì mấy chị chán không muốn bán luôn á. Thiệt luôn á, tháng này em không muốn like luôn á. Toàn bị hỏi vậy không à. Mà họ thấy rõ ràng mình mở bao ni lông mới như vậy rồi họ thấy rõ ràng có cái mạc mà sao họ lại hỏi vậy ta? 3 ngày liền liên tục người nào cũng hỏi vậy. Có thể họ mình thấy đó, mình bán đồ rẻ quá phải. Mà mấy tháng trước đâu ai hỏi à, cũng bán rẻ vậy mà đâu ai hỏi đâu phải không mấy chị? Kỳ vậy ta? Hay à? Không hiểu. Body gì mà body mà thích trời, mong không có một tí luôn á, bình thường đã lép rồi bây giờ ốm còn lép hơn. Không có một chút mong luôn. Chỉ có mặc những cái dung bóng rộng nè, đầm xòe nè, may ra. Nhìn còn thấy dáng, thấy đẹp. Trời, cái này cũng đẹp nè. Cái này đẹp quá mấy chị. Nhưng mà nhỏ, cái này bữa trước em có sale một lần rồi. Có lên một lần rồi, hàng hơi bị xịn luôn. Nhưng mà nó là size S đó mấy chị. Nó là size S nha. Mẫu này nó hơi nhỏ luôn. Nè, có độ co giãn nè. Cái này eo 72 đổi lại vừa nha mấy chị nha.
Nói chung eo 68, 66, 70, 72 gì cũng được luôn. Từ 72 đổ lại còn hơn nữa thì không được. Tại nó có độ có giãn nhẹ nhẹ. Cái mẫu này em sale là 95.000 luôn nha, 95.000 luôn nha. Bằng tâm chi. Nhưng mà họ vô hỏi vậy là những khách khác họ muốn mua họ cũng e dè chứ bạn, đúng không? Ở đây, con này bán đồ cũ sao khách hỏi vậy? Khách cũ thì mình không nói rồi. Mấy chị mà mua của mình mấy chục đơn thì mình không có quan tâm tới rồi. Nhưng mà ví dụ như những khách mới mà muốn mua, họ đang theo dõi, tự nhiên có người vô hỏi vậy. Cảm giác sao đồ con này nó bán cũ quá, xấu quá rồi này kia, sao người ta hỏi vậy? Người ta không mua, đúng không? Đương nhiên rồi chứ, sao không bận tâm được. Đồ của mình mới, đồ mình là cái nào cái nấy mặc, đồ đẹp như vậy luôn. Trong bao trong đồ mà sao người ta gọi lại hỏi là bán đồ cũ hả chị? Không hiểu nha, em cũng không hiểu luôn á. Chi cho ít mông màu đen trên xe này. Mua cây phú quý về trồng là người ta hết. Cây phú quý là cây gì ta? Chị không biết cây đó luôn á. Có cây gì cho hết hỏi vậy không? Có cây gì trồng mà cho người ta nhìn người ta hết hỏi vậy không? Mệt mỏi quá. Cho một cái đầm xòe ren trắng quá đẹp luôn á chị. Này, hơi bị đẹp. Eo 72 nha mấy chị. Eo 72. Mẫu này xinh lắm. Đó. Mẫu này đẹp lắm. Eo 72 đổi lại vừa nha. Cái này đi tiệc là đúng đẹp luôn ạ. Này. Siêu đẹp luôn. Rồi em sale cái mẫu màu trắng này với giá 130.000 nha mấy chị nha. 130.000 nè. Rồi chị nào lấy cái này chốt giùm em mã số 112. Chốt mã 112 giùm em nha. Thực ra dân gian quan niệm là tháng cô hồn rồi này kia, em thì em cũng chả tin lắm đâu, nhưng mà đúng sao đến đúng cái tháng đó là nó cũng toàn cô hồn vậy á, thiệt luôn á, toàn gì đâu luôn mấy chị, mệt vậy đó. Vừa mới xả bốn cái đầm nói đi Thái Lan, bây giờ lại vô chốt tiếp kêu chuyển khoản để gửi, không hiểu vì sao chuyển khoản để gửi cái đầm này, còn cái hàng kia bốn cái kia thì vẫn xả, sao em bán được mấy chị, đúng không? Không thể bán được. Lấy cái màu đen làm vậy nhé. Em cũng không hiểu sao lại nghĩ đồ cũ. Từ hồi mới biết sắp mây tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn á. À cái lá màu đỏ hả? À cái cây trạng nguyên á hả? Cây đó là cây trạng nguyên hả? Cái lá màu đỏ đỏ là cây trạng nguyên đúng không? À, chị cũng không hiểu luôn. Cái này là cái dâm. Cái đen này đúng không? Đen này sợ em không vừa đâu. Thấy nó nhỏ chút xíu cho nên mới quăng qua. Đen này sợ không vừa. Thấy nhỏ xíu xíu à. Eo 74. Eo 74 vừa không Lê Nguyễn? Eo 74 vừa không? Chào chị Quỳnh Nhu. Eo 74 vừa không em? Cái lá màu đỏ có phải cây trạng nguyên không ta? Cái đó trồng một cái là người ta hết hỏi luôn hả? Biết đường để mai đi mua trồng liền á. 3-4 ngày liền người nào cũng có người vô hỏi. Đồ cũ không hiểu vì sao luôn. Chả hiểu. Dạ em chào chị Hương Nguyễn. Tháng cô hồn gặp toàn cô hồn chị. Không hiểu vì sao mới vô hỏi mình bán đồ cũ hả chị? Ủa? Thấy cái ghế nó bèo quá đi mua cái ghế cho nó sang lên. Vẫn chưa sang được sao vậy mấy chị? Hay nhìn mặt em nó không có sang nữa vậy? Sao kỳ vậy ta? Không hiểu luôn á, cách hỏi mà mình nói, ủa? Sao mình like đồ vậy? Sao họ nói đồ cũ ta? Chán đời thiệt đấy. Chắc là bán rẻ quá. Bán rẻ quá lại có người vô hỏi đồ cũ đó. Lan lúc nãy mà Lan mới nói xong. Cái này eo 76 đẹp lắm nè mấy chị nè. Eo 76 nha, có dây thắt nơ luôn. Hình như có chị nào đã từng mua những cái mẫu này bên em nè. Mặc không đẹp em không lấy tiền luôn nha. Màu này nè, mặt đẹp lắm. Nó là caro màu xanh tây nha. Mẫu này 150 á, 150.000 nha. 150.000, chị nào lấy cái này chốt giùm em mã số 113 nha. Chốt mã 113. Chào chị Hoàng Chi, tại thấy rẻ quá em dạ. Hình như vậy á chị. Lại hôm nay lại có người vô hỏi là em bán đồ cũ hả? Khổ đời quá, đồ cũ ở đâu ra nhiều dữ vậy ta.
chán quá. Mong cho cái tháng này nhanh hết mà mới có được nửa tháng à. Bao giờ mới hết tháng 7? Rồi một cái zoom đẹp lắm nè. Cái zoom siêu đẹp luôn. Cái zoom này E72 đổ lại vừa nha mấy chị nha. E72. Nói chung size M và size S mang đẹp nha. Size M, size S mang đẹp. Màu đen. Zoom đen E72, các chị phối với lại một cái áo bra đen giống như em đang mặc nữa là đúng đẹp luôn ạ. Này, hơi bị chất. Quá đẹp. Đó, em sale cái này là 101 luôn nha. Cái zoom đen này 101, E72 đổ lại vừa, chị nào lấy chốt mình em mã zoom đen. Zoom đen em sale 101 nha. 113 cho Nguyễn Thị Lam nè. Ai mà mua Shopee rồi nghiền luôn. Áo có mấy chục một cái chị mặc ai cũng khen rẻ. Dạ đúng rồi chị Hương Nguyên, chắc em bán rẻ quá người ta nói vậy á. Em bán bằng giá sỉ á, cho nên người ta nói vậy. Dạ 113 mà em hết rồi. Vậy là chị Nguyễn Hy. Mà sao ngày nào cũng có những người thấy vậy hết vậy ta hay vậy. Sao ngày nào cũng có người thấy rẻ mà đẹp hết vậy. Rồi một cái yếm, một cái yếm vải lụa nha mấy chị nha. Một cái đầm yếm vải lụa em sale 95.000 nè. Chị nào lấy chốt thì nên mã yếm lụa. Yếm lụa 60kg đổ lại vừa nha. Yếm lụa 60kg đổ lại vừa. Mà nói thiệt tình với mấy chị khách hỏi vậy á, đâm ra mình nản lắm, mình không muốn bán luôn á. Em cảm thấy nản thiệt. Các chị thì thấy bình thường nhưng em thấy nản thiệt. Thấy nản, không muốn bán. Tại đồ mình đẹp như vậy mà khách cứ hỏi vậy em không hiểu. Rồi một cái đầm suông màu xanh, hình như hôm qua em có bán mẫu này rồi. Em sale mẫu này 100.000 cho mấy chị luôn, 60kg đổi lại vừa ha. 60kg đổi lại vừa với điều kiện các chị bắp tay đừng to quá. Rồi chốt giùm em mã 60 ạ, chốt mã 60. Đúng là làm dâu trăm họ thì mấy mẹ này là làm dâu có một họ thôi đúng không? Mấy mẹ làm dâu một họ đã mệt, mệt chết mồ rồi. Lấy họ Ngô làm dâu họ Ngô, lấy họ Nguyễn làm dâu họ Nguyễn. Còn tôi là Ngô, Nguyễn, Phạm, Trần rồi. Nói chung là đủ các họ đều có hết. Này em có đen và có xanh nha. Chị nào lấy đen chốt xanh, à, chốt đen. Chị nào lấy xanh chốt xanh nha. 100.000 một cái ạ. À. Em sale 100.000. Người Nguyễn thì làm 150. Áo lẻ à, áo lẻ không có like rồi. Áo lẻ không like rồi. Giỏ sách hả? Nếu các chị thích thì mai, ngày mai em lên giỏ sách cho các chị. Rồi một cái đầm body. Một cái đầm body vải len gân nha mấy chị nha. Rất là đẹp. Cái mẫu này nói chung hơi suông suông, không phải body ạ. Suông len. Đây nè. Mẫu này người ta bán tầm 260-300.000 không à. Đó, em lên sale mẫu này có 140.000 thôi ạ. À. 140.000 dành cho các chị 60kg đổi lại mang đẹp. 60-62 gì mang cũng được nha. Chất của nó là chất len gân. Rất là đẹp ạ. À. Đây. Ở dưới có phối mấy hồng nút nè, nhìn sang dễ sợ luôn. Rồi chốt giùm em mã xám. Mã xám này em sale có 140.000. 140.000 chốt mã xám giùm em hàng hiệu luôn nha. Chốt mã xám giúp em ạ. 113 em hết nha chị Ngân Nga ơi. 113 em hết lâu rồi. Mấy chị mà mua nhiều thì em không có nói tới rồi. Còn những chị mới mua á, buồn lắm. Nào là kiểm tra hàng, nào là thế này thế kia, mệt dễ sợ. Mà biết là làm dâu chăm họ mình phải chịu rồi đúng không? Một cái dạ hội phố ren rất vai ạ. Nói chung là đầm đuôi tôm chứ cũng phải dạ hội mấy chị nha. Đuôi tôm đây cực kỳ đẹp luôn. Cái này tắt dây phía sau nha, tắt dây phía sau rớt phai riêng nè. Cái này cái chị mặc đi tiệc rồi đúng đẹp luôn. Đuôi tôm, chị nào thích mặc đuôi tôm thì lấy cái này ạ. À, cái này đúng đẹp. Xám cho An Di nè. Ok An Di một cái nè. Chị vừa á, chị Leo Anh vừa nè. Xám cho chị Đặng Nguyên nè. Đặng Nguyên cho em xin số điện thoại chị. An Di một cái. Rồi cái này E74 đổi lại nha. E72 74 vừa luôn ạ. À. Rồi cái xanh này rất là đẹp, dành cho các chị đi những cái tiệc quan trọng nè.
đi những cái tiệc quan trọng lấy cái xanh này là đúng đẹp luôn. Em sale 140.000 luôn, chốt giùm em mã 104 ạ. Chốt mã 104 giùm em, cái gì kêu kêu quá vậy? Hả? Tin nhắn hả? Tin nhắn cái notebook á hả? Là nó cũng nhắn qua vậy hả? Tụi mày đi học nó cứ kêu vậy rồi người ta chửi thì sao? Mày nhỏ được mà. Nhỏ ra được mà. Vậy thì nhỏ xuống đi. Rồi xanh cho chế hoa Phương Nguyễn nè, 140. 140 cho chế hoa Phương Nguyễn. Hả? Cái xám cũng 140. Thì mình là người bán hàng có tâm nhất trước rồi, cảm ơn Kim Hoàng. Xám hết rồi, xám hết rồi Leo Anh ơi. Chị chậm quá à, đợi chị hỏi vừa không là người ta đã lấy mất tiêu rồi. Còn một cái đầm xòe, đầm xòe màu đen rất là đẹp, hoa rất là đẹp à, là cái chị này. Hoa đẹp lắm nha, đầm xòe màu đen. Rồi cái này E82 đổ lại vừa. E82 đổ lại vừa nha mấy chị nha, 80-82 luôn. Rồi mẫu này em sale 130.000 luôn. 130.000 chị nào lấy chốt em mã 33 nha. 130.000 chốt mã 33 giúp em. Rồi một cái đầm ren. Đầm ren luôn nha mấy chị. Có xếp, xếp bộ đuổi nha chị Quỳnh Như ơi. Xếp bộ đuổi được không? Cái này E76 đổi lại ạ. E76 đổi lại nha. Rồi chị nào lấy cái này E76 em sale 100.000 nè. Chốt mã 32 giùm em. Chốt mã 32 giùm em. 32 100.000. 33 cho người đẹp Lý Phạm nè. Chào người đẹp lâu ngày quá. Chốt mã 32 giùm em luôn nha. 100.000. 120. Cái này em có màu mận nữa nè. Em có màu mận 100.000 luôn. Chốt giùm em mã mận luôn. Mận là E76 đổi lại vừa nha mấy chị nha. Cùng size. Đó, 100.000 luôn, chốt mã mận. Đúng rồi, nhà thoải mái không? Ai mà biết thoải mái hay không thì do bản thân mình chứ. Hỏi tôi cũng bó tay luôn á. Cái màu xám lệch vai nè, body nha mấy chị. Vải hơi bị xịn luôn, màu xám. Nói chung là cái vai này mang lên như vậy nha. Ở đây có cái bông hồng nè. Dạng màu xám khói, cực kỳ đẹp. Mẫu này em sale 95.000. Vì sao thì các chị biết rồi, vải rất là xịn. Nhưng mà hàng mà hơi sexy một tí em đâu có bán được đâu. Rồi cái này E72 đổi lại nha. E72 đổi lại rồi, chốt giùm em mã xám nè. Xám em sale 95.000, vải không xịn là em nghỉ bán luôn. Đó, em sale 95.000. Nhưng mà em bán thật khi không có được, khổ vậy đó. Chào chị Nguyễn Hằng. Chị coi xét bộ hả chị Quỳnh Như? Ok chị. Rồi một cái đầm suông nha, đầm suông ren đó chị. Ở đằng trước nè, ren xịn lắm. Ở đằng sau nè, có túi luôn nha. Có túi, ở dưới có một cái đường viền. Đầm suông màu vàng.
chốt cái kia cho chị Đặng Nguyên đi kìa, chưa chốt nữa. Mấy em thi xuống. Đâu, chốt từ lúc chỗ An Di luôn mà. Cái này E80. E80 đổi lại vừa có túi luôn rồi. Rồi đầm suông này em sale 140 nha. Màu vàng em sale 140, chốt giùm em mã số 114 ạ. Mã số 114, màu vàng 140. Đồng hồ nào hết hơ? Cảm ơn Kim Khánh. Hôm nay nhiều người coi nhưng mà ấy quá. Chào Ân Nguyễn, lâu ngày quá em. Ok, chốt xám cho Ân Nguyễn nè. Xám cho Ân Nguyễn 95.000. Nhiều người coi nhưng mà sao bán trọng chán quá. Cái này cho chế hoa Phương Nguyễn 140. Cái đó cho Lý Phạm 120. Rồi một cái xuông vàng hoa đỏ, nó bị đẹp luôn. 60kg đổi lại vừa luôn ạ. 60kg đổi lại vừa nha. Em sale cái đầm xuông vàng này 100.000 luôn. 100.000, chị nào lấy chốt giùm em mã hoa đào. Hoa đào nha, chốt mã hoa đào giùm em, 60kg đổi lại vừa. Nói chung tầm E86 là vừa, 84 là vừa hết. Em sale 100.000 luôn. Chị nào lấy chốt mã hoa đào giùm em. Rồi một cái hàng xịn luôn, cái gì vậy? Gì vậy, mở cũng không được mà ra cũng không được vậy. Trời ơi, cái túi kích mà kỳ vậy trời. Ổn chưa? Hư rồi. Rồi một cái đầm rất là xịn, một cái giống như là thôi, để thêm ra. Sườn xám. Một cái giống sườn xám nha mấy chị nha. Sườn xám siêu đẹp luôn. Để em coi đo em bao nhiêu ạ. Cái này eo 80 đổi lại vừa. Size L thôi. Size L nhưng mà eo tầm 80 đổi lại vừa. Sườn xám đẹp dễ sợ. Bên này nó có phối hai cái dây kéo nè mấy chị. Đó, phối cái dây kéo. Mấy chị mặc rất là thoải mái luôn. Phối dây kéo nha. Hàng xịn luôn. Rất là đẹp ạ, à, cực kỳ đẹp luôn. Này. Trời, màu trắng sườn xám, rất là đẹp. Chị nào lấy thì em sale là 140 cho các chị luôn. Cái này theo ạ. À. Theo chứ không phải vẽ đâu nha mấy chị nha. 140.000. 140.000 cho các chị luôn, rất đẹp. Cái này các chị mang đi tiệc thì đúng bài rồi. Cô gái Trung Hoa. Hoa đào cho chế hoa Phương Nguyễn. Sườn xám cho chị Lệ Hồng. Chị Lệ Hồng đơn cũ đi chưa ta? Chị Lệ Hồng ơi, hôm nay bên em chốt đơn cho chị chưa? Dán cái này lại coi. Cái này nó bị rách chứ. Cho chị Hương Thi 100.000. Sườn xám cho chị Lệ Hồng nè. Lệ Hồng hôm nay bên em chốt đơn cho chị chưa à? Như cái mẫu này nó thích lắm, sao nó đưa cho mình hoài ta? Một trăm tư. Đẹp như chị mới. Các bạn xuông chốt rồi chị Huỳnh Tư Tính ơi. À ok rồi hả? Rồi ok chị Lệ Hồng. Cái đó của chị Lệ Hồng. Cái này E80 đổi lại vừa. Body vàng E80 đổi lại vừa nha. Nói chung là eo từ 74 cho đến 80 mang đẹp nè. Body vàng. Ghét quá, sale 120 luôn. Mấy bữa bán toàn 160-180 thôi à. Sale 120 nè, chốt thì mấy mã body vàng. Body vàng mang không đẹp em không lấy tiền với chị đâu. Bữa em bận rồi. Mấy em bận thử rồi, đẹp lắm. Còn hết sao lấy cái gì?
Rồi một cái đầm, một cái đầm von nha mấy chị, tay hở như thế này nè. Mẫu này bữa em cũng có bán rồi, em bán 160 nè. Bữa nay em sale 120 nha mấy chị nha. 120. Cái này eo 75 ạ. À. Eo 74 75 nè. Chốt giùm em mã 75 nha. Chốt giùm em mã 75 nè. Cái body đen này hôm qua dành nhau nè. Body đen này hôm qua dành nhau. Quá trời, body xanh đen á mấy chị. Xanh đen hôm qua dành nhau. Body vàng cho chị Tường Nguyên Phạm nè. Body vàng 120 cho chị Tường Nguyên Phạm. Cái này eo 72 à. Có độ co giãn lên đến 74 nha, 72 đến 74. Em sale cái này cũng 120 luôn. 120 ngàn. Chị nào lấy chút em mã 115 nha. 115. À cái này giống cái giống cái xanh cái mẩy nè. Huỳnh Tư Tính. Rồi em gửi chung với anh Nguyễn. Chị Huỳnh Tư Tính hả? Chị ơi, hồi chiều nhân viên em chốt đơn cho chị chưa? Chị đã ok chưa ạ? Chị đã ok đi chưa? Một cái xòe xanh luôn ạ. À. Xòe xanh. Cái này eo 76 đổ lại vừa nha. Cái xòe xanh coban rất là đẹp nè. Cái này hôm qua em có thử cái đẹp lắm nè. Rồi xòe xanh 140 ạ. À. 140 ngàn nha. Mẫu xòe xanh eo 76 đổ lại vừa nè. Chốt giùm em mã 119. Nói để chọn thêm hả? Dạ ok chị. Ok chị nha. 119 ạ. Trời, hôm qua người ta hỏi mẫu này bây giờ còn quá chừng luôn. Trời má ơi. Một 119 cho chị Hoa Lan Đặng nè. Hoa Lan Đặng cho em xin số điện thoại ạ. Hoa Lan Đặng cho em xin số điện thoại. Mẫu đất tay này em còn luôn. Hôm qua nhiều người hỏi lắm. Cái này eo 72 ạ. Eo 72 nha, rớt vai eo 72. Em bận thử cái rớt vai này. Lười cởi đồ ra quá. Người nó mệt lười cởi quá. Eo 72 rớt vai nha mấy chị nha. Mẫu này siêu đẹp, dây kéo phía sau à, chất của nó là chất von nha. Chất von eo 72 em sale 120 này. Chốt giùm em mã 118 ạ. 120 chốt mã 118 giùm em. 118 giùm em nha. Nguyễn Lan 119 hết rồi. 118 120 ngàn. Trời ơi cái này nó nhỏ chút xíu vậy trời. Cái này nhỏ quá. Dành cho chị nào thiệt là ốm. Em chỉ có 64 đổi lại thôi. Em 64 đổi lại. Ok chị Hoa Lan Đặng. Chào chị Ni Oanh nè. Em 64 đổi lại nha. Mẫu này thì siêu đẹp luôn. Nhưng mà nó nhỏ quá. 64 ạ. À. Dành cho chị nào thật là ốm. Mặc à, quên, mập thù lù giống em. Mập thù lù bằng em. Đó, mẫu này vì nhỏ cho nên em sale 100 ngàn luôn. Sale 100 ngàn cho các chị luôn. Vì nhỏ quá. Chốt giùm em bạn nhỏ. Rớt vai em nhỏ lắm cô. Rớt vai em có 72, 74 à. Rớt vai đẹp và em có 72, 74. Mẫu này em sale 140 nè. À 150 chứ.
Mẫu này em sale 150 nè mấy chị. 150. Rồi cái này eo 80 đổi lại vừa nha. Chốt giùm em mã đuôi cá. Một cái duy nhất có túi. Cái gì? Mệt ghê, đã mệt rồi còn không tập trung nữa. Một trăm tư. Ta đã mệt người rồi còn không tập trung mà làm. Còn hỏi đi hỏi lại nữa. Cá cho Lê Nguyễn nè, 150 cho Lê Nguyễn. Hôm qua còn may còn cái Lê Nguyễn hôm qua dành nhau. Mẫu này đẹp lắm nè mấy chị. Mẫu này mẫu đi tiệc siêu phẩm nha. Đó. Cái này eo 72 đổ lại vừa. Eo 72 đổ lại vừa nha. Chị nào lấy chốt thì em mã đầm hồng. Đầm hồng em sale 150 luôn ạ. 150 nha. 260 em sale 150 luôn. Hôm nay em đã hơi mệt thật sự. Rồi chốt giùm em mã 150 eo 72 đổ lại. Mấy bữa em bán 200 mấy luôn á. Nhiều đồ đẹp mà lười thử quá. Chắc sáng mai lên tiếp quá. Mệt nghỉ quá. Người coi thì đông. Chốt. Lười. Dễ thương chưa? Rồi một cái đầm von màu hồng ruốc cho mấy chị nha. Đầm von màu hồng ruốc. Cái này eo 74 ạ. Đầm von màu hồng ruốc eo 74 nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em mã 74 em sale 120. Von màu hồng ruốc eo 74. Chốt mã 103 giùm em. 103. Em sale 120. Chốt mã 103 giúp em ạ. 103. Nó phối giống như là cái áo vest này mấy chị nha. Giống cái áo khoác ở ngoài. Giống áo vest khoác ở ngoài. Phối rất là đẹp. Có dây kéo phía sau ạ. Cố lên chị. Chờ vừa lấy cho em nè. Cái này eo 74-76. Eo 74-76 vừa nè. Đó. Nói chung đầm này là em lấy cái lô, nói chung là của cả của kho em nó xả đó, cho nên là nó hơi dơ một tí xíu, nhưng mà vải rất là đẹp, em bao chất cho các chị. Và đương nhiên là bao hàng mới cho các chị. Em không có bán đồ cũ nha. Em không có bán đồ cũ. Đầm hồng 150 ok chị Tuyết Liêm nè. Cho nên các chị hỏi là em rất là buồn. Các chị cứ coi đi, đầm mới đầm cũ các chị nhìn là biết liền à. Không có cái đầm cũ hay không ai bán đồ sida mà người ta bán đồ si mà người ta bỏ bao bỏ bịch cho các chị đâu. Người ta bỏ em trong kiện, người ta cắt ra, người ta vũ nhăn òm đi chứ làm gì có vậy, đúng không? Đó. Nhưng mà cái lô này là lô sale xả kho thì các chị mới mua được cái giá đó. Chứ bình thường á là em bán toàn đầm là hàng giá cao hơn không à. Cái này eo 78 nha mấy chị. Eo 78 nè. Rồi chốt giùm em cái đầm này là chốt giùm em mã xanh tây nha. Xanh tây em sale 120, eo 78 đổi lại vừa. Cái mẫu này cực kỳ đẹp các chị, và giặt ủi thẳng là rất là đẹp luôn ạ. Mấy giờ rồi về? Mấy giờ rồi? 10 rưỡi rồi hả? 10 rưỡi nghỉ, mệt quá. Vừa mệt vừa nghỉ này chứ. Thở không ra luôn. Xanh tay cho chị Xuân Thủy nè. Chị Xuân Thủy nãy có đơn phải không chị? Đâu,
xanh tay cho chị Xuân Thủy nè, 120. Rồi một cái đầm cổ vest rất là đẹp, mẫu này bữa trước em lên 160 đó chị nhớ không à? Đầm siêu đẹp lắm. Em lên 160 nè. Giờ em sale còn 140 nha mấy chị nhá. Em sale còn 140 nè. Cái này eo 78 đổi lại vừa luôn, chị nào lấy chốt thì mấy mã caro ha. Eo 78 đổi lại vừa luôn, không đẹp không lấy tiền. Chốt mã caro giúp em. Caro giùm em, mệt từ sáng giờ luôn, thở không ra luôn. Đúng rồi. Caro eo 78 đổi lại vừa nha mấy chị. Dạ ok chị, xanh tay em hết nha. 440. Mua rồi mới nhìn nhận lại hả? Có nhìn nhận không? Có nhìn nhận ra không á? Màu này luôn hả? Hay màu khác? Màu này luôn hả? Đẹp quá ha. Cái này eo 72 ạ. 72 con gái em nó mặc đẹp lắm. Em sale 120 luôn. Thôi em tạm nghỉ với mấy chị nha. Ngày mai em lên tiếp nha. Giờ em mệt quá em like không nổi. Mệt. Đáng là em like ngày hôm nay rồi đó, mà do hơi mệt cho nên em không like được. Đồ còn rất là nhiều và đẹp. Em đang sale kho cho nên là các chị tranh thủ mua. À, còn một cái đầm xám nè, còn một cái đầm xám chốt cho Lê Oanh nha. Còn một đầm xám chốt cho Lê Oanh nha, Lê Oanh này phải không ta? Đúng rồi. Còn một đầm xám chốt cho Lê Oanh nha, Lê Oanh ơi. Đây đầm xám rất là đẹp nè, chốt cho Lê Oanh nè. Đầm xám 140 chốt cho Lê Oanh. Lê Oanh Đồng Nai chung đơn với Vi Huỳnh. Lê Oanh chung đơn với Vi Huỳnh đúng không? Cười lên đi cho đẹp ạ. Không phải do ngày hôm nay em mệt nữa chứ không phải là cái chuyện kia. Chuyện kia thì ba ngày nay người nào cũng có vô hỏi. Ba ngày nay ngày nào cũng có người vô hỏi là bán đồ cũ hay đồ mới. Mai đi nha chị Quỳnh Như nha, mai nha, mai em sẽ lên xếp bộ cho chị. À, hôm nay em hơi mệt. 72 cho Phương Nguyên nè. Phương Nguyên 120. Cái tầm đó 140. Leo anh ơi, phải đúng vậy không người đẹp? Đúng vậy không? Đồ còn nhiều quá, đồ còn nhiều và đẹp. Thôi mai em lên tiếp đi nha mấy chị. Mai em lên sale tiếp cho mấy chị nè, đồ đẹp rẻ nhiều. Rồi, bye bye các chị nha. Hẹn gặp lại các chị sáng mai à. Mai em khỏe em like tiếp ạ. Rồi bye bye các chị. Ngày nay em mệt em nằm cả ngày. Bye bye nha các chị nha, bye bye ạ.